Chúng ta đang có mặt tại gian hàng của hãng xe Thụy Điển Volvo và đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc XC40, một chiếc compact SUV đến từ châu Âu, an toàn nhất thế giới. Rất đẹp, giá rất mềm, dự kiến về Việt Nam trong vài tháng tới thôi. Tôi đoán giá nó rơi vào khoảng loanh quanh từ 1,5 tỷ đến 1,7 tỷ. Bạn đã có một chiếc xe ngon và đẹp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tôi đã có một video trải nghiệm với các bạn với xe này tại châu Âu năm ngoái về khả năng trải nghiệm tuyệt vời của nó rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu chi tiết hơn những cái gì xe nó có, em nó có. Chúng ta có một cái ngôn ngữ thiết kế chuẩn của Volvo, Design Around You, với cái mặt ca lăng kiểu này. Thực ra nó cũng nhang nhác kiểu kim cương. Đó, có đồng đốm ở đây nhưng nó hình chữ nhật. Logo to, đẹp. Nhưng mà ấn tượng nhất đối với tôi là cái cụm đèn LED này. Nó không hẳn cái hình búa tho như chiếc XC60 hay là những chiếc đàn anh to hơn, mà ở đây nó hơi vát vát hình chữ Y. Đó, nhưng mà vẫn rất đẹp. Vẫn cùng một cái kiểu đấy. Đèn thì full LED nhé, full LED toàn bộ luôn. Thực sự mà nói thì đúng thật, đèn của Volvo đời mới ngày nay nó để lại cái ấn tượng rất lớn đối với tôi. Không biết các bạn có thấy ấn tượng hay không, nhưng đi từ xa nhìn thấy đèn một phát là tôi nhận ra ngay đó là xe Volvo. Nó rất đẹp và nó để lại cái dấu ấn cho người nhìn. Cái phần đầu nó khá giống với những cái chiếc xe đàn anh, đặc biệt là XC60, nhưng mà nó có cái gì đó nó hơi vuông thành sắc cạnh hơn một chút. Nó đem đến cái sự cứng cáp, bởi vì nó là một cái xe kích thước nhỏ hơn XC60, cho nên nó buộc phải làm cứng cáp hơn. Ở dưới cũng có một cái đèn projector LED là đèn sương mù này. Đấy, chỉn chu đến từng cái nhỏ đấy mà. Còn những option thì nó miên man, bạn thích cái gì là có đấy. Cam 360, cảnh báo lệch làn đường, rồi giữ khoảng cách, vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì nó là thương hiệu xe an toàn nhất thế giới. Có một anh bạn tôi rất giàu, anh ấy hỏi tôi là bây giờ em tư vấn cho anh đi một chiếc xe gì mà nó hợp lý, vừa tiền. Lại vừa tiền nhá. Tôi mới nói với anh là tại sao anh giàu như thế, anh có đến cả 1,000 tỷ, tại sao anh lại chọn một chiếc xe như thế. Em khuyên anh là anh hãy chọn một chiếc xe an toàn, bởi vì nếu anh còn sống thì anh mới giữ được 1,000 tỷ đấy. Có tiền để làm gì? Có tiền để hưởng thụ, để sống tốt, để vui, để đi du lịch, vân vân. Ít nhất là bạn phải có sức khỏe và bạn phải an toàn, thì hãy nên chọn một chiếc xe an toàn. Tôi chỉ nói vậy thôi, hãy chọn một chiếc xe an toàn. Chúng ta hãy đi sang phần thân xe. Các bạn sẽ thấy nó rất đẹp, nó rất đẹp. Bộ mâm to này, bộ mâm này có thể tùy chọn được. Bạn muốn chọn bao nhiêu inch thì chọn, còn đây là 19 inch. Tôi nhớ không nhầm thì có cả phiên bản 20 inch. Nhưng mà 19 inch đã là đẹp lắm rồi, cho cái chiếc xe có thể nói là mini SUV hay là compact SUV như này là rất đẹp rồi. Kể cả treo khí nén tôi nghĩ rằng cũng có cái option đó, nhưng mà ở Việt Nam thì tôi khuyên các bạn nên chọn cái treo lò xo xoắn thôi, treo lò xo thép thôi, không cần treo khí nén. Đó, chúng ta có cái hương vẫn giống hệt như cái hương của những xe đàn anh, xi nhan ở đây LED. Nhưng nhá, là cái XC40 này này, nó là một chiếc urban SUV, có nghĩa là một chiếc xe đi nội thành là chính, cho nên nó nhỏ gọn và nó trẻ, rất trẻ, cho nên là nó làm cái mui, cái mái màu khác, cái gương cũng màu khác. Cái phiên bản XC40 này này, rất nhiều phiên bản màu, đẹp lắm lắm luôn. Cái hồi mà tôi còn trải nghiệm ở bên Barcelona, Tây Ban Nha đấy, nó thực sự làm tôi ấn tượng về những cái màu sắc của xe XC40, rất đẹp. Chúng ta có cửa cảm biến, chúng ta có nhiều, đại loại là nhiều thứ. Đây là phiên bản R-Design, R-Design. Đó, cái mui bạn nhìn như thế này sẽ thấy nó bay, nó đẹp. Rồi các bạn sẽ ra phía sau với tôi, nó vẫn thừa hưởng cái ngôn ngữ và cái chi tiết giống như những người đàn anh thôi. Vẫn cái cụm đèn LED đó, nhưng mà nó kiểu mignon hơn một chút, đẹp đúng không ạ? Nó rất đẹp, nó đèn LED như này. Thực sự là tôi rất ấn tượng với cái thiết kế đèn của Volvo. Đây là phiên bản động cơ T5, 258 mã lực. Tôi nghĩ là phiên bản động cơ T5 là quá vừa miếng rồi, 258 mã lực là nó
mạnh ngang với một chiếc E300 AMG, C300 AMG đời mới rồi. Rất mạnh luôn, mà để mà đi với chiếc xe nhỏ như thế này thậm chí nó còn hơi bị thừa. Cái xe này nhá, nó sẽ có một phiên bản động cơ 1.5 turbo. Thì tôi nghĩ cái phiên bản đó rất phù hợp với cái thân hình của chiếc xe này. Tiết kiệm nhiên liệu, sức mạnh hợp lý, giá lại hợp lý. Tôi nghĩ mang cái phiên bản đấy về mà giá tầm tỷ 3 thì tỷ 4 thì ui, perfect, hoàn hảo. Đó. Phần đuôi cũng đẹp, phần ống xả cũng rất là đẹp. Tóm lại là Volvo thiết kế mới để mà chê được thì hơi khó. Hơi khó luôn. Và cái triết lý của Volvo rất hay. Cái triết lý nó đơn giản, nó của người Thụy Điển đủ. Rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Và nó coi trọng người con người. Không phải là coi trọng người lái, mà Volvo nói riêng và người Thụy Điển nói chung rất là coi trọng con người, rất là yêu con người. Kể cả khi bạn sang Thụy Điển, bạn cũng thấy, tôi mới đi Thụy Điển về, họ rất là yêu người. Kể cả người châu Á như anh em mình, hay là họ không có cái sự phân biệt, họ rất yêu quý người. Chứ nếu các bạn sang nước khác, châu Âu, Đức hay là gì đó, thì cái sự không hẳn là kỳ thị, nhưng mà họ có một cái sự nhìn nhận nó khác. Thì Thụy Điển họ rất yêu quý con người, cho nên họ làm ra những cái mà rất là coi trọng con người, tốt cho con người. Lấy ví dụ như thế này, bình thường cái tấm đặt ở đây này, các hãng khác có thể làm hoàn toàn bằng nhựa, nhưng mà Volvo thì khác, họ làm bằng cái composite. Cái composite này để làm gì? Nó khi mà nếu như chẳng may xảy ra tai nạn thì nó không bị vỡ thành những cái mảnh sắc nhọn để có thể gây ảnh hưởng đến con người, mà nó sẽ dẻo, kiểu như thế. Nó sẽ, nếu có vỡ ra thì nó cũng không tạo ra những cái độ sắc để làm tổn thương, ảnh hưởng đến con người. Đây là một cái điều mà có lẽ rất đáng trân trọng. Và nếu như chẳng may mà có ai hỏi với bạn là một chiếc xe Volvo tại sao nó lại đắt ấy, thì nó từ những cái như kiểu như thế này. Cho nên đừng nói là đắt hay không đắt, có những cái bạn sẽ không nhìn thấy cái giá trị của nó. Tôi rất trân trọng cái điều đó, rất hay. Tất cả những cái chi tiết đó nó như vậy. Rồi, bỏ qua. Chúng ta sẽ có một cái cốp tương đối là rộng, là một chiếc xe mini, Nignon SUV cho đô thị, nhưng mà cốp rất rộng. Tôi nghĩ rằng để một bộ gậy gôn, không, nếu mà để khéo cũng phải được đôi ba bộ. Tôi sẽ sớm thử thôi. Chúng ta sẽ đóng lại nhá. Cái này có cả đá cốp này, đá cốp các thứ luôn, đầy đủ nhá. Các cái tính năng của Volvo thì đầy đủ, không thiếu gì. Rồi, tôi đóng lại nhá. Không thiếu một cái gì cả. Option thôi mà, bạn build thôi mà. Hy vọng là về Việt Nam thì nó sẽ đầy đủ. Đây, chúng ta sẽ ngồi ra hàng ghế phía trước, thừa hưởng những cái nét thiết kế của những người đàn anh như là XC90, XC60. Thì XC40 nó giữ nguyên cái form như thế này, giống hệt với những người đàn anh kia. Một cái màn hình điện tử rất là đẹp. Đây, các bạn hãy nhìn vào trong này. Đó, nó đẹp như thế này cơ mà. Cảm ơn Volvo vì hôm nay đã bật điện cho chúng tôi nhìn. Đó. Và nó có thể thay đổi được những cái hiển thị ở bên trong qua các tính năng. Chọn tính năng lái. Chúng ta có cái vô lăng da cầm rất là sướng luôn. Phiên bản A-Design rất đẹp. Đấy. Tiếp tục là chúng ta sang bên này, có cái màn hình. Chúng ta sẽ điều khiển hầu hết những cái tính năng ở trên cái màn hình này. Lúc đầu thì tôi khá là bỡ ngỡ với cái màn hình này, nhưng về sau tôi lái tương đối quen thì đã dễ hơn rất nhiều rồi. Đó. Chỉnh rất dễ nhá. Nó như một cái iPad ấy, nó rất là nhạy luôn. Rất nhạy. Đấy. Chúng ta có cái cửa gió điều hòa dài, chuẩn phong cách của những dòng xe XC. Ở đây là những cái nút bấm điều khiển bài hát các thứ ở đây, cũng làm rất tỉ mỉ, giống với dòng xe trước. Có cái điều này thì tôi chưa thích lắm này. Cái khu vực này nó hơi nhiều dấu vân tay. Đấy. Những cái xe hạng sang chung ngày nay thì design cái này rất đẹp, nhưng lúc họ lau sạch đi thì đẹp lắm, nhưng mà khi mà nhiều người lên sờ thì nó quá nhiều vân tay ở đây. Cái này mà làm bằng nhôm phay xước thì sẽ rất đẹp. Có phiên bản đấy nếu tôi nhớ không nhầm. Có phiên bản đấy và có phiên bản gỗ mờ nếu tôi nhớ không nhầm. Còn một cái nữa mà Volvo rất quan tâm này. Đối với các bạn, đây là cái lỗ gì?
Cái này rất đặc biệt nhé. Đây này. Cái này là cái chỗ để rác nhỏ cá nhân của hành khách, à của người lái. Có nghĩa là họ design rất hay, lấy người làm trung tâm. Bạn hãy tưởng tượng đây là một cái bàn làm việc, thì bạn chỉ cần với cái này, với cái này. Có nghĩa là trong tầm với của tất cả con người, kể cả khi bạn rác chứ thì để bạn chờ đây. Có nghĩa là họ rất quan tâm đến cái công thái học. Rất là tiện, rất là tiện. Cái nào cũng hữu ích, tiện ích, đơn giản và nhẹ nhàng. Đấy. Cổng sạc thì đầy đủ. Có cổng sạc điện thoại không dây. Đây này, cái chỗ này design đẹp này. Cái này là cái kim loại, không biết là kim loại hay là nhựa nữa, nhưng mà nó có cái vân kim loại rất đẹp. Cái vân này chắc chắn là vân kim loại luôn. Trẻ trung, đẹp mắt. Ốp xung quanh là nhựa mềm, gương tràn viền, tựa tay để tay nhỏ. Đấy, cái rác này thì bạn có thể nhấc ra nhé. Bạn hoàn toàn có thể nhấc ra. Đấy, nhấc ra này. Đấy, mang đi đổ rác. Rất hay. Rồi, bây giờ tôi sẽ chỉnh cái khoan để nói thêm. Cái ghế phiên bản A-Design này này, nó là da lộn pha với da trơn. Rất đẹp. Còn về tính năng an toàn có lẽ tôi sẽ không nói nhiều. Các bạn hãy xem lại những cái video của tôi về XC60 cũng như là video về XC90. Chúng tôi đã nói rất kỹ về những cái tính năng an toàn của chiếc xe này rồi. Đó, bây giờ tôi sẽ chỉnh cái ghế sao cho tôi lái nó hợp lý nhất nhé. Đây, đây là vị trí lái của tôi. Tôi sẽ ra hàng ghế sau nhé. Là một chiếc xe Minion SUV. Nhưng hãy nhìn, tôi đã trải nghiệm cái này rồi ở Thụy Điển, ở Tây Ban Nha rồi, ở Barcelona rồi. Và tôi đã, chúng tôi đã cảm nhận được là ô, tại sao một chiếc xe nhìn ở ngoài nó nhỏ gọn như vậy mà ngồi ở trong nó, này, nó như thế này cơ mà. Thì đây là cái điều bất ngờ và cái điều rất đáng nói cho chiếc xe này. Nếu như mà nó hợp lý, giá nó hợp lý thì rất là ngon đấy. Chiếc xe này ngồi không hề chật một chút nào, không hề chật một chút nào nhé. Cái ghế đằng sau thì nó hơi dựng một chút, cho nên là nếu như các bạn muốn khắc phục, các bạn để một cái gối nhỏ ở đây, ở ngay chỗ thắt lưng và ngồi ưỡn ra một chút, đó thì sẽ hợp lý hơn. Đấy. Cửa gió điều hòa đằng sau nhé, xe nhỏ có cửa gió điều hòa nhé, còn lành luôn. Và cái ốp viền nhôm và những cái núm vạn nó cũng được khắc những cái vân tinh thể kim cương rất đẹp. Cổng sạc điện thoại luôn nhé, USB Type-C luôn. Tóm lại là chiếc xe này sắp về Việt Nam rồi. Và giá của nó cũng hợp lý vừa miếng đấy. Và nó cũng là một cái sự lựa chọn quá đáng gờm ở trong phân khúc cỡ nhỏ luôn. Nếu như đặt bàn lên bàn cân một chiếc xe tầm tiền này với một chiếc xe nào nhỉ? Peugeot 3008 à? Hay là những chiếc xe crossover cỡ nhỏ nhỏ kiểu đấy, thì bạn lên đời một chiếc xe này nó sẽ là một sự khác biệt hoàn toàn. Khác biệt hoàn toàn luôn. Peugeot thì không thể đủ tuổi so với Volvo rồi. Ở thời điểm hiện tại Peugeot nó vẫn là một cái xe gì, xe của Pháp thì Peugeot rất đẹp, nhưng mà để mà so với xe này thì tôi nghĩ rằng XC40 nó sẽ trở thành một cơn bão. Các bạn nhớ câu nói của tôi ngày hôm nay nhé, để đến khi xe XC40 nó về xem nó có thành một cơn bão không. Và tôi tin chắc rằng nếu giá hợp lý với những cái gì tôi dự đoán thì khả năng thành cơn bão đi đầy đường là rất nhiều, và chỉ sợ là không có để mua đâu. Rồi, chúng ta sẽ đi lại một vòng. Đừng quên subscribe kênh YouTube và bấm nút chuông nhé. Bây giờ đi lại một vòng để xem nó đẹp như thế nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta có thể đi xem thêm những cái màu khác nữa. Xung quanh đây thì có rất là nhiều màu. Màu đỏ này, màu ghi này, màu xanh ở đằng kia đẹp, màu xanh ở kia rất đẹp. Đây các bạn này, ra đây với tôi. Đây này, màu xanh ở đây rất đẹp này. Màu trắng ở đằng kia cũng đẹp nữa. Đây. Hôm nay hơi đông. Đó, hãy nhìn đi một vòng màu xanh, xong chúng ta sẽ đi một vòng màu trắng các bạn nhìn. Nhưng mà hôm nay họ không trưng bày cái màu xanh đá. Cái màu xanh đá là cái màu rất đẹp. Thực sự là xe XC40 nhiều màu đẹp lắm. Nhiều màu đẹp lắm luôn ấy. Lúc mua thì nhớ chọn kỹ nhá. Đấy, đây là màu xanh. Rồi, chúng ta đi sâu vào trong kia có một chiếc xe màu trắng, chúng ta sẽ nhìn.
thêm một lần nữa chiếc xe màu trắng đẹp lắm. Đây các bạn hãy đi theo tôi, nó nằm ở sâu bên trong kia. Đó, màu đỏ bã trầu này, màu bạc xám này, màu trắng ngọc trai này, màu ngọc trai cũng rất đẹp. Đấy. Đó, chất lượng chưa, mầm to đấy nhỉ. Đấy, hãy đi một vòng, từng mầm này 21x luôn nhỉ, kinh khủng, tôi không tin nổi rồi. Xe này trang bị mầm 21x nhìn rất đẹp, nhưng mà tôi sẽ không chọn, cùng lắm là 20x thôi, nhìn nó khủng khiếp, nhìn nó khỏe, nhưng mà 21x nhìn chất đấy, có khi lại chọn cái này. และถ้าขยับขึ้นมาเป็นรถ SUV ขนาดกลางแบบรับว่าก็ต้องเอาที่ Q5 คันนี้ดีกว่าขับสนุกมั่นใจกับระบบ